Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì shop đầu con Nhật Bản mình lên xin được giới thiệu với mọi người video số là 476 ạ. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô cần ISO nhé mọi người. Những cây này là thuộc dạng cần tay trợ máy á, dành cho các chúng ta câu cá nhỏ, câu hanh, giò, trác hoặc là chúng ta câu ngạnh, những cây mà ISO quen lớn, chúng ta câu linh xê, câu chép. Giá báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship ạ. Bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mọi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và tất cả những cây cần của em là đều là chất liệu carbon cả nhé mọi người. Khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có này. Thì cây số 1 ở đây em có đây là một cây cầu của TFC. TFC là một cái dòng cần, một thương hiệu của hàng nội địa Nhật ạ. Cây số 1 này, cái cây này, cái phần chui của cần, cái phần bầu, cái phần đuôi của cái cần có một cái điểm nó bị bong, cái chỉ quấn phần bầu của cần như thế này nha mọi người. Đây, một điểm nên em đã gia cố lại, em quấn lại cái phần chỉ nó bong thôi. Thì nó phần cuối nó bị sổ cái phần chỉ đây này. Còn mọi thứ đều khá là ok. Cái này thì cái phần chỉ hạ quấn nó bị gọi là nó bám bẩn, nó ngã màu như thế này. Bát của cần là bát gập Fury FS6 ạ. Họ tạo cái phần là đuôi ở cần của cần nó lớn dần, nó giống cái kiểu giống như cái bầu của cần cần tây ạ. Cái này phần giống của cần này có hơi sờn này, có sờn do kéo giống va chạm phần giống bên ngoài sờn. Cây này là một cây cần của TFC. TFC là dòng cần hàng nội địa nha mọi người. Dài 4m45, bao gồm 5 giống, nặng 140g. Thì cây này em đo được chiều dài của cần là 4m2 ạ. Cây này thì hạ ngọn khoảng là 15cm nha. 25cm, con này hạ ngọn khoảng là 25cm luôn ạ. 4m2 nha. Cái này thì nó ghi là 4m5, nhưng chiều dài chính xác của nó là 4m45 thôi. Tem của cần đây. Cái này thì ngoại hình nó cũng có hơi sờn, sờn nhỏ nhỏ thôi. Và dòng này là dòng hàng nội địa Nhật. Khuyên của cần đây ạ, khuyên của cần là khuyên Fury cả. Có là 2, 4, 6, 8 khuyên. Những cây này là gọi là ISO khuyên nhỏ. Những cây khuyên nhỏ ngọn mảnh. Chúng ta câu cảm giác, câu hanh, giò, tráp nhé. Ngọn của cần đây. Điểm này họ tạo ngọn tháp nữa này. Ngoại hình giống bên trong thì cũng khá là ok. Sờn nhỏ thôi. Cây này thì cái phần đuôi của cần này nó không được đẹp một tí, với cuối giống thứ nhất là hơi sờn, còn những cái giống bên trong thì khá là ok, khá là sáng thật, sờn nhẹ nhẹ một xíu thôi. Dài 4m2 ạ, cây này có chiều dài của cần là 4m2 nha. Tên của cần. Và cây số 1 này dài 4m2, cái này hạ ngọn một khoảng là 25cm ạ. Khi rút về còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 14. Ống của cần thì có độ lớn là phi 14 nhé. Còn cái phần gốc của cần ở phần vị trí cầm tay thì nó có độ lớn là phi 24.8. Ngọn có độ lớn là 0.8 đi. Cây này thì nặng là một em đo chiều dài cân nặng hiện tại của nó là 160g. Và có độ cứng là tầm khoảng là 1H nhé. Và cây số 1 này có giá là 560.000 ạ. Tiếp đến là cây số 2. Cây số 2 ở đây em có là một cây cần của Hàn Quốc xuất Nhật, Beta Fishing, nhà mà Made in Korea như thế này. Chùa của cần đây ạ. Made in Korea nha, Beta Fishing. Bát của cần là bát gập Fury, dài 4m5. Cây này thì em đo được chiều dài thực tế của cần là 4m40. Cái này thì nó hơi có điểm nó bị dính cái bả bám bẩn thôi. Có sờn nhẹ nhẹ một xíu. Cây này thì nhìn chung thì giống bên ngoài cũng khá là ok. Sờn nhỏ, chỗ này nó bị dính cái keo bẩn này. Và khuyên của cần, cái này khuyên của cần là khuyên Fury nha mọi người. Cái dòng này thì có, cây này thì có 3-4 khuyên nhỏ trên nó dập chữ Fury, còn 3 khuyên ở dưới này cũng là thuộc dòng khuyên Fury, kiểu dáng loại xứ ok, nhưng mà nó không có dập chữ Fury thôi. Còn cây này là bu của cần là bu la bu hãng nha. Đấy, bu của cần là cái bu hãng thôi. Còn các khuyên khác là khuyên Fury. Cây này có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khuyên, kể cả đầu bu luôn ạ. Ngoại hình ngọn của cần thế này. Cây này ngoại hình giống bên trong cũng khá là sáng cần. Dài 4m40. Hạ ngọn khoảng là 10cm ạ. Có sờn. Xong thứ hai, giống thứ hai có sờn do kéo giống thế này ạ. Nhìn trong thì còn khá là sáng cần.
dài 4m40 khi rút về, còn lại là 100cm. Cây này là của Hàn Quốc xuất nhập. Và có ống của cần có độ lớn là phi 19.2, ngọn có độ lớn là 1.6 ly. Cây này thì nặng là 200g và có độ cứng tầm khoảng là 2h đến 2h rưỡi, tầm khoảng 2h rưỡi nhé. Và cây số 2 này có giá là 500.000 ạ. Tiếp đến là cây số 3. Cây số 3 ở đây em có là một cây cần của hàng Trung xuất nhập thế này nha mọi người, dòng Bromarize. Chua của cần kiểu thế này. Cái phần gốc của cần thì gốc này nó chủ yếu là nó bám bẩn thôi, cũng không có phải là sờn. Cái này nó có độ nhám, nó có bám bẩn này. Bát của cần là bát gặp Fury ạ. Dài 4m2 rưỡi, ngọn số 2, carbon rod thế này. Đây. Và cái này thì em đo được chiều dài thực tế của cần là 4m40, hạ ngọn một khoảng là 10cm. Và khoen của cần, cái này khoen thì có là 2, 4, 6, 8 khoen. Thì có là 2 khoen là Fury, còn các khoen khác là khoen hãng nha mọi người. Những khoen là khoen hãng. Bu của cần, bu này là bu Fury. Yeah, còn có các khoen khác hoặc khoen hạn, ngoại hình giống bên trong thôi nè. Cái này thì ngoại hình khá là sáng, sờn nhỏ. Đây, cái điểm này nó bị dính bẩn, bám bẩn, cái điểm này là bám bẩn nhé. Lau nhẹ nó ra, nhưng là cây này ngoại hình những cái giống bên trong thì khá là ok, sờn nhẹ nhẹ thôi, sờn do kéo giống nhỏ. Và cây số 3 này dài là 4m40 khi rút về, còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 22.4, ngọn có độ lớn là 1.4 ly. Cây này nặng là 172g và có độ cứng tầm khoảng là 2h đến 2h rưỡi. Và cây số 3 này có giá là 420.000 ạ. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây em có là một cây cần của Daiwa Wicker thế này nha. Cây này thì ngoại hình khá là mới đẹp, trang sức rất là nhỏ. Đây, Daiwa Wicker, dòng Daiwa. Cái này thì được chỉ và đi kêu nhìn khá là mới, nhìn rất là đẹp. Bát của cần là bát gặp Fury FF7. Tem của cần, dòng mà Daiwa Wicker đây ạ. Dài là 5m4. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m2 nha. Cái này hạ ngọn một khoảng là 20cm. Cái này ngoại hình khá là mới sáng luôn. Cái này nó hơi dính bẩn nhẹ. Và khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Fury cả, có 2, 4, 6, 8, 9 khoen, cỡ cả đầu bu. Bu của cần là bu Fury Six ạ. Ngoại hình giống bên trong của cần thế này. Cái này tạo ngọn tháp thế này nha. Và phó ngọn đen như vậy. Cái này ngoại hình khá là mới đẹp, mới sáng nha. Và cây này ngoại hình ok. Cây này cũng dạng ngọn mảnh, chúng ta câu cảm giác. Và cây số 4 này dài 5m2. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m2 nha. Hạ ngọn một khoảng là 20cm. Gốc thì có độ lớn là phi 19. Cây này rút về là còn lại 100cm. Ngọn của cần có độ lớn là 0.8 ly. Cây này nặng là 197g và có độ cứng là tầm khoảng là 1h rưỡi ạ. Và cây số 4 này có giá là 680.000 ạ. Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 ở đây có là một cây của hàng nội địa Nhật. Chua của cần này ạ. Cây này họ thiết kế kiểu như này nha mọi người. Cái này nó hơi bị bám bẩn, cái bị điểm cái vòng kim loại này nó hơi bám bẩn. Đây, một cây này cũng một cây cần của hàng nội địa Nhật, dài là 4m rưỡi. Nó có sờn này, sờn giống bên ngoài thế này nha. Bát của cần là bát cặp Fury ạ. Phần chua của cần thế này. Có sờn, sờn tí xíu. Chúng là những cái vết sờn này cũng khá là mạnh. Và khoen của cần là khoen Fury 6. Ở đây có cái khuyên cái nó bị khuyên phosphoric màu đen, nó bị bong cái sơn bên ngoài nó ra rồi. Có là 2, 4, 6,
8, 10 và 11 khoen cả cả đầu bô. Bô của cần cũng là bô Forensic nha mọi người. Tất cả các khoen đều là Forensic cả. Cái này thì cái phần ngọn khá là nhạt khoen luôn ạ. Ngọn đây là ngọn đặc nha mọi người. Cái này ngọn khá là nhạy ngọn. Đanh ngọn. Ngọn tháp thế này. Ngoại hình bên trong thì sờ xước nhỏ thôi. Hai giống ngọn là màu hở phối màu đen, còn những cái khác là màu xám thế này nha. Hở phối màu. Cây này 4,5 m, em đo được chiều dài thực tế của cần là 4,3 m. Cây này thì hàng ngọn khoảng là 20 cm. Cây này dòng ngọn mảnh, ta câu cảm giác. Khoen của cần là khoen Forensic cả. Thì cây số 5 này dài là 4,3 m, khi rút về còn lại là 100 cm. Vị ống của cần vị trí nhỏ này này thì có độ lớn là phi 12,4. Còn cái vị trí mà cầm tay này thì nó có độ lớn là phi 22,8. Và ngọn của cần có độ lớn là 0,7 ly. Cây này nặng là 152 g. Và có độ cứng tầm khoảng là 1 h. Cây này ngọn mảnh ta câu cảm giác, câu hanh giò tráp thôi nha mọi người. Câu bóng đục. Và chúng ta không có đánh lục được những cây cần trong video này là không câu lục được ạ. Và cây số 5 này có giá là 700.000. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 ở đây em có là một cây cần của Ryobi. Cây này thì chuôi của cần này, cây này thì dài là 6m3, 6m2 vậy. Cây phần gốc của cần, cây này thì cái giống bên ngoài nó không được đẹp lắm nhé. Nhưng mà vì cái sơn nó cũng bị phai màu. Kêu của nó này. Bát của cần là bát Gafuri thế này. Nhưng mà bát này nó bị phai, cái màu đen nó còn ở lõi đồng bên trong thế này nhé. Cái kiểu là nó bị lâu ngày nó bám bẩn này. Bám bẩn là nhìn nó hơi bị tối cái phần bát. Cái này thì giống bên ngoài, cái phần vị trí bát nó không được đẹp. Có sờ Ryobi, một cây cầu của Ryobi thế này. Và cây này đều là chất liệu carbon cả nha mọi người. Graphic là một cái của than chì, dịch của than chì, chứ không phải là graphic là cần phíp là không phải á. Còn khách nào mà chưa biết cách để nhận biết rằng là cần của mình mua là cần chất liệu phíp hay carbon thì có thể xem cái phôi bên trong, xem cái mở cái chuôi đích ra hay chuôi của cần ra, hoặc là xem cái phôi bên trong của cần này. Màu đen hay màu đỏ, nếu màu đỏ là phíp mà đen là carbon, là yên tâm là cần là carbon. Cái này thì cái khoen nó hơi bị bám bẩn, còn sót sót một tí. Có là khoen của cần là khoen Forensic, có 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen cỡ cả đầu bu. Bu của cần là bu Forensic luôn ạ. Có 11 khoen nha. Cái này thì họ thiết kế cái vân giả như cần trúc. Làm kiểu như giả cần trúc vậy. Ngoại hình hai giống ngọn hợp phối, nhưng giống hợp phối màu đen với màu vàng thế này. Cái này thì nó còn sót cái khoen và điểm nó bị dính cái bẩn đóng. Ngoại hình cái những cái sơn phối này này, nó hơi có một vài điểm nó bị sờn, nó xước nha mọi người. Cái khoen thì em sẽ vệ sinh kỹ lại một tí là sẽ sạch bóng thôi. Đây là giống thứ ba, tính từ gốc tính vào nó có hơi sờn cái chỗ một phối màu thế này. Còn đây là giống thứ hai có sờn xước nha. Khoen của cần là khoen Forensic, cái này giống thứ hai thì hơi có sờn những cái điểm phối màu đây nha. Cái như là cái này họ tạo cái sơn cần tạo vân, nhưng mà vân cầu của cây cần giả trúc. Thì cây số 6 này có chiều dài của cần là 6,2 m, em đo được 6,2 m. Cần của Ryobi ạ. Và khi rút về còn lại là 100 cm. Gốc thì có độ lớn là phi 21,6. Ngọn có độ lớn là 0,7 ly. Cây này nặng là 281 g. Và có độ cứng là tầm 1 h, khoảng 1 h 5. Khoen của cần là khoen Forensic. Và cây số 6 này có giá là 750.000 ạ. Tiếp đến là cây số 7. Cây số 7 ở đây em có là một cây cần của Shimano, dòng 23VX. Cây này là được sản xuất ở Indonesia, xuất Nhật ạ. Chuôi của cần này. Đây, phần chuôi của cần, gốc của cần. Cây này thì ngoại hình nó có một vài điểm nó bị xước với các cái sơn như thế này. Tem của cần. Bát này là bát gặp Fury đời cao, được sản xuất ở Indonesia, xuất Nhật. Dòng 23VX, dài 5,4 m, ngọn số 1. Cái này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5,3 m. Cái này họ ngọn một khoảng là 10 cm. Đây, giống bên ngoài có sờn thế này nha. Có sờn xước.
Rồi chắc của 2-3 và ít thì những khách nào đã từng xài cái dòng chắc này thì rất ok luôn, khá là đanh cần. Và khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Furi nhé, có là 2, 4, 6, 8, 10 và 11 khoen, bao gồm cả đầu bu, dài 5m3. Tất cả các khoen của cần đều là khoen Furi, ngọn của cần đây. Ngọn tháp nhé, cái này tạo ngọn tháp, ngọn đây, khá là đanh ngọn. Ngoại hình giống bên trong thì khá là ok, cây này chỉ có giống bên ngoài một vài điểm, nó cuối giống nó có sức như lúc nãy thôi. Đây là hai giống ngọn, bắt đầu từ giống thứ ba chắc của cần là xoắn ít hai da nổi gân thế này. Đây, xoắn hai da nổi gân. Đây, giống thứ ba, giống thứ tư. Đây là giống thứ hai, cái điểm cuối giống nó cũng có bị tróc sơn như này một xíu này nha. Giống thứ hai có, còn cuối giống thứ hai có sơn như này. Chất của nó là xoắn ít hai da nổi gân, chúng ta vừa nổi gân dòng 2-3 vĩ, dài 5m3. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m3 nhé. Và cây số 7 này dài 5m3, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 21.4, ngọn có độ lớn là 0.8 ly. Cây này nặng là 191g và có độ cứng tầm khoảng là 1 hát rưỡi nhé mọi người, 1 hát rưỡi đến 2 hát. Và cây số 7 này có giá là 1.050.000 ạ. Dài 5m3. Cần của Indonesia, Shimano được sản xuất ở Indonesia xuất nhập. Tiếp đến là cây số 8. Cây số 8 ở đây em có là một cây của Hàn Quốc xuất nhập, Made in Korea. Đây, chưa của cần này. Tem xuất của cần. Bát của cần là bát gập Furi FX6. Đây, Made in Korea là của Hàn Quốc nha mọi người. Dài 5m4, ngọn số 2. Cây này em đo được chiều dài thực tế của cần là 5m2. Cây này hạ ngọn một khoảng là 20cm nhé. Có một vài điểm nó bị chính cái vảy cá, cái này là cái vảy cá nó còn sót này. Nhìn chung thì cây này ngoại hình cũng khá là ok, trời nhỏ thôi, có lông tróc nè, lông tróc vậy. Cái phần là cuối giống thứ nhất. Khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Furi cả, có là 2, 4, 6, 8, 9 khoen. Và bu của cần, cái này là bu của cần là bu hãng nha mọi người. Cá khoen là khoen Furi, bu của cần là bu hãng. Cây này hạ ngọn một khoảng là 20cm nhé, cho nên ngọn nó khá là lớn. Ngọn số 2 về. Ngoại hình bên trong thì cây này ngoại hình khá là ok, sờn nhỏ, khá là sáng cần. Dài 5m2 ạ, hạ cần của Hàn Quốc xuất nhập. Và cây số 8 này dài 5m2, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 19, ngọn có độ lớn là 1.4 ly. Cái này nặng là 239g và có độ cứng tầm khoảng là 2 hát đến 2 hát rưỡi nhé. Và cây số 8 này có giá là 620.000 ạ. Tiếp đến là cây số 9 ạ. Cây số 9 ở đây em có là một cây cần của Olympic, dòng Olympic Century, và dòng là dòng đời cao của Olympic thế này nha bác. Cái này ngoại hình khá là mới đẹp luôn ạ. Cái này khá mới nhé. Bát của cần là bát cặp Furis, dòng bát đời cao stainless thế này. Nhưng là cái này ngoại hình mới đẹp, dài 5m4, ngọn số 1. Cái này em đo được là 5m25, cái này hạ ngọn một khoảng là 15cm nhé. Dòng cần của Olympic đây. Và Olympic này là được sản xuất ở Hàn Quốc xuất nhập, Made in Korea, Olympic Century đây. Cái này thì khá là mới sáng. Nhưng là cái này giống như cần mới luôn ạ. Có 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen, kể cả đầu bu và khoen của cần đều là khoen Furi cả. Tem xuất của cần là tem vàng. Cây này ngoại hình giống bên trong rất ok. Cây này ngoại hình mới đẹp nha. Trời sức nhỏ thôi. Này nó dính cái keo bẩn nè. Và cây số 9 này ngoại hình rất ok, khá là mới sáng. Hình như là không có sờn gì luôn ạ. 5m25, bát của cần là bát Furi đời cao. Đây là khá là mới đẹp. Và cây số 9 này dài 5m25, khi rút về còn lại là 100cm. Gốc thì có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.2 ly. Cái này ngọn nặng là 228g và có độ cứng tầm khoảng là 2 hát. Và cây số 9 này có giá là 670.000 ạ. Tiếp đến là cây số 10. Cây số 10 ở đây có là một cây cần của Shimano. Cái này là một cây xoắn ít 2 da nổi gân, từ gốc đến ngọn khá là ok cây này luôn, chui của cần này. Cây này thì giống bên ngoài nó không được đẹp, cây này ngoại hình giống bên ngoài có sờn tương đối nhiều nha.
Đây, sờ xước này. Cần của Shimano. Cái này có những cái bát sờ. Bát là bát gặp Fury đời cao đây nha. Cây này bát đời cao nha mọi người. Nhưng mà cây này thì chắc của cần khá là ok, nhưng mà cái cây này nó không được đẹp ở giống bên ngoài. Giống bên ngoài có sờ khá là nhiều. Cần của Shimano dòng Fire Carbon thế này. 5m3 ngọn 1.5. Thì cây này em đo được là 5m25 nhé. Cây này ngọn một khoảng là 5cm thôi. Cây này giống bên ngoài, em báo giống bên ngoài hơi xấu nha mọi người. Có sờn giống bên ngoài này. Và có đường chỉ dẫn dây ở trên các giống. Khoen của cần là khoen Fury 6 và khoen Fury. Cây này thì họ phối khoen kiểu như họ phối khoen giữa Fury và Fury 6 nhé. Có 2, 4, 6, 7 khoen là khoen Fury 6. Còn những cái khoen nhỏ trên da phần ngọn nha mọi người, đây là ngọn này, họ làm khoen Fury thường. Có 2, 4, 5, kể cả đầu bu là Fury thường. Còn những khoen ở dưới là khoen Fury 6. Cái này ngọn đặc, rất là đanh ngọn luôn. Và chất của cần là Sonic 2 da nổi gân, từ đến giống giống gốc luôn nha, giống ngọn luôn nha. Đây là điểm họ ngọn đặc, họ tạo ngọn tháp. Còn đây là phần cuối này là xoắn khai da này, nổi gân nha mọi người. Cái này thì chỉ có giống bên ngoài nó không được đẹp thôi, còn tất cả những cái giống bên trong đều là xoắn khai da, nổi gân. Và có cái đường chỉ dẫn dây trên một giống thì có 3 đường chỉ dẫn dây, 3 đường. Đây, 1 đường, 2 và 3. Cái này thì khá ok luôn, nhưng mà chỉ có ngoại hình giống bên ngoài nó không được đẹp thôi. Đó, giống thứ đây là tiếp tục giống này cũng có 3 đường chỉ dẫn dây luôn nha. Này cũng vậy. Giống thứ hai tính từ gốc tính vào thì có 1 đường chỉ dẫn dây ở cuối giống thôi. Còn 2 giống ở trên thì có thứ 3 đường. Nhưng là cây này cây dòng đời cao. Mà cây này mỗi tội ngoại hình là cái giống bên ngoài nó không được đẹp. 5m25 cần của Shimano ạ. Và cây số 10 dài 5m25, khi rút về còn lại là 120cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 21, ngọn có độ lớn là 0.8 ly. Cái này nặng là 202g và có độ cứng là tầm 1,5 ha. Cây ngọn mảnh nha mọi người, ta câu cảm giác. Và cây số 10 này có giá là 1.100.000. Tiếp đó là cây số 11. Cây 11 của em có một cây cần cũng của cây này là của NFT nhé. NFT là dòng hàng nội địa Nhật. Và cây này cũng là của chất của cần là xoắn hai da. Cây này xoắn vòng hai da nhé. Giống không gốc thì nó hơi bị xấu một tí, nó có vẻ nó bám bẩn thôi, cũng không có phải bong tróc gì. Có tạo độ nhám ở phần cuối gốc. Cây này ngoại hình giống bên ngoài của cái sờ, sờ nhẹ nhẹ thôi. Bát của cần là bát gặp Fury FS6 dài 5m4, ngọn số 1. Cái này em đo được là 5m3. Chắc của cần dài 5m3 nhé, hạ ngọn một khoảng là 10cm. Cái phần này là lớp keo phủ bóng cho mọi người, nó bị bong. Bong lớp keo phủ bóng ở điểm này. Không có sờn gì nhiều lắm, nhưng mà nó bị bong lớp keo phủ bóng. Và khoen của cần là khoen hãng nhé. À em nhầm, cái này khoen Fury nhé mọi người. Có 2, 4, 6, 8, 10 khoen, bao gồm cả đầu bu. Khoen của cần là khoen Fury ạ. Ngọn của cần cũng tạo ngọn tháp, giống ngọn là xoắn vòng như này. Nói chung là cây này là xoắn vòng, hai giống ở phần ngọn là xoắn vòng chìm, còn bắt đầu từ giống thứ ba là xoắn vòng hai da nội gân thế này. Một cái chất cần là chất phôi cần đặc biệt của dòng bên này Esther. Cái giống bên trong thì có sờ rất là nhỏ thôi, không có nhiều lắm. Cái này có chiều dài là 5m3. Giống thứ hai tính từ gốc tính vào, chất của cần là xoắn vòng hai da. Chỉ có điểm không được đẹp điểm này thôi, cái lớp keo phủ bóng nó bị bong ra. Và cây số 11 này dài 5m3, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 1.1 ly. Cây này nặng là 183g và có độ cứng là tầm khoảng 1,5 ha đến 2 ha ạ. Và cây số 11 này có giá là 900.000. Tiếp đến cây số 12. Cây 12 thì ở đây có là một cây dài 5m3 như thế này. Cây này của một cây cần của Hàn Quốc ạ.
Make in Korea. Cây này thì có chiều dài thực tế em đo được là 5m1 nhé. Cây này hạ ngọn một khoảng là 20cm. Cái phần gốc của cầu nó được bọc cái mút cao su thế này. Bát vặn. Cái điểm này nó bị có cái bong gọn gì nó lọt. Cái chỗ này thì em nghĩ nó vẫn còn một cái bọc cao su giống cái chỗ này này, nhưng mà nó bị bong ra rồi, nó rách, nó rớt ra rồi sao đó. Cần được sản xuất ở Hàn Quốc, xuất Nhật, Made in Korea, dài 5m3, ngọn 1.5. Cái này em đo được là 5m2, hạ ngọn một khoảng là 10cm. Cái này thì ngoại hình nó cũng hơi có hơi sờn, nó kêu phủ bóng này nhìn nó cũng không được đẹp lắm một tí. Bát vặn nha. À, cây này thì cái phần viền này nó có một cái điểm này nó bị vỡ nhẹ cái phần viền này nha mọi người. Nó vỡ nó không có ảnh hưởng gì đến chức năng của cái bát này cả. Cho nó thẩm mỹ nó không được đẹp em báo thôi. Đây. Đấy, cái phần viền thế này. Và khoen của cần. Cái này khoen của cần là khoen Fury nha. Có là 2, 4, 6, 8, 9 khoen bao gồm cả đầu bông. Cái chỗ này á, là em nghĩ ban đầu nó là nó bằng từ vị trí này đến vị trí này còn một cái miếng đệm cao su giống như cái điểm này nha. Nhưng mà nó bị rách hay sao em về em nó được như thế này thôi, nó có cái bông nó bị rơi ra như vậy thôi. Khoen của cần là khoen Fury cả. Lúc nãy là có 2 4 6 8 9 khoen nha mọi người. Kể cả đầu bu, tất cả các khoen đều là khoen Fury. Cái này thì hạ ngọn một khoảng 20cm nên ngọn khá là lớn. Giống bên trong đây. Cái này thì cái phần đầu nó hơi có hơi không được đẹp một tí, có sờn sùi nó giống như keo. Ngoại hình bên trong này có sờn nha, sờn nhỏ. Đây có xước thứ hai, giống thứ hai có xước sờn như này, đây, có sờn như này nha. Cái này giống thứ hai có sờn xước không được đẹp phần giống thứ hai. Dài là 5m1, hạ ngọn một khoảng là 10cm, 20cm ạ. Và khi rút về còn lại là 112cm. Và góc có độ lớn là phi 22.3, ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Cây này nặng là 206 g và có độ cứng tầm khoảng là 2 đến 2,5 ha. Và cây số 12 này có giá là 450 nghìn ạ. Tiếp đến là cây số 13. Cây 13 đem có một cây cần của Shimano. Cây này thì một cây cần dâm hai chế độ nha mọi người, chua của cần đây. Cây 13. Cần của Shimano. Bát của cần là bát gập Fury, bát đời cao thế này nha. 4m8, 5m4. Cây này thì em đo được là 4m6, 5m2 nha. Cây này thì bị hạ ngọn một khoảng là 20cm ạ. Alpha Shimano Alpha cần dâm. Đây cái phần điểm dâm, giống dâm bên trong là nó có phối nhám này. Cây này thì dòng này là sơn, sơn của cần là sơn phủ nhám nha mọi người. Nhân đen sơn là trắng, điểm này là phủ nhám này. Và có cái định vị giống ở hai điểm này. Đấy. 4m8 Alpha Dâm. Alpha Dâm này là dòng đời cao của Shimano ạ. Mọi hình giống bên ngoài thì nó hơi sờn, nhẹ một xíu xíu thôi. Khoen của cần là khoen Fury Stick ạ. Khoen Fury Stick nhé. Có là 2, 4, 6, 8, 9 khoen, kể cả đầu bu, tất cả đều là Fury Stick cả. Khoen của cần là đều là khoen Fury Stick cả nha mọi người. Đây, ngọn của cần. Cái này cũng là ngọn đặt nó khá là đanh ngọn, tạo điểm ngọn tháp ở đây. Chắc của cần là sánh vòng nổi gân thế này, sánh vòng mà có nào, hơi hơi nổi gân thế này nha. Là hai cái giống đầu ở trong của cần, hai giống ngọn của cần. Còn những cái giống bên trong á là kiểu phối là phối nhám đó nha mọi người, sơn nhám. Những cây này thì có những sơn nhám này thì thuộc dòng hàng đời cao mới có phối cái sơn nhám đó này thôi. Đó là mới đẹp, cây này phối giữa màu đen và màu trắng, hai giống bên ngoài là màu đen, màu trắng và bắt đầu giống bên trong là màu đen dòng đó, đen nhám luôn ạ. Khá là ok. Cái này thì hạ ngọn một khoảng là 20cm ạ. Cái này có chiều dài tối thiểu là 4m6, tối đa là 5m2. Khi rút về còn lại là 105cm. Gốc thì có độ lớn là phi 21.8, ngọn có độ lớn là 0.9 ly. Cái này nặng là 197 g và có độ cứng tầm khoảng là 2H, 1 h rưỡi đến 2H. Và cây số 13 này có giá là 1.200.000. Tiếp đến là cây số 14. Từ cây 14 đến cây 16 em là những cây ISO khoen lớn ạ. Thì cây 14 là một cây cần có chiều dài là 3m3. Một cây cần của hàng nội địa Nhật, Swing thế này nha. Cây này thì ngoại hình nó không được đẹp với giống bên ngoài một tí.
3m3. Cái này em đo được chiều dài của thực tế của cần là 3m2 nha. Bát của cần là bát gặp Fury FS7. Cái này giống bên ngoài nó có sờn nha mọi người. Không được đẹp một tí nữa. Có độ cứng là 25 bên cần khúc. Có khoen là khoen Fury, có 4 khoen Fury mà một đầu bu của cần là bu hãng bu line thế này nha, nhưng mà bu này là bu chống sánh ạ. Ngọn cái này cứng 25, ngọn khá là cứng. Cái này người ta có thể lua lóc được. Cứng 20 đến 25 là người ta có thể lua lóc được, khá là ok. Phôi của cần bên trong là xoắn vòng màu xanh thế này, nhìn khá là đẹp. Còn số một vài điểm nó có thể bị bám cái vết bẩn. Đây là giống thứ hai có sờn, cái này giống thứ hai có sờn cái này. Cái này giống thứ nhất là nhìn vào nó không được sáng một tí, giống thứ hai có sờn. Giống thứ nhất cú giống thứ nhất có sờn cái này nha. Blowing à, cần của hàng nội địa. Và cây số 14 này dài là 3m2, khi rút về còn lại là 95cm ạ. Góc thì có độ lớn là phi 22.4, ngọn có độ lớn là 2.1 ly, nặng 212g và có độ cứng là từ 20 đến 25 theo thông số của cần. Và cây số 14 này có giá là 520.000 ạ. Tiếp theo cây số 15. Cây 15 ở đây em có là một cây cần Hit Fancy. Cây này của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người. Cây này thì khá là mới đẹp luôn ạ. Dòng Waco Hàn Quốc xuất Nhật. Đây khá mới sáng nha. Dòng mà kiểu súp lỡ 3m6 này, có độ cứng là 20. Cái này thì em đo được là 3m5 nha, cả gọn một khoảng là 10cm. Cái này khá là mới sáng, là số khá nhỏ. Hit Fancy đây của Hàn Quốc nha. Bát của cần là bát gặp Fury FS7. Cái này ngoại hình mới đẹp luôn ạ. Và khoen của cần là khoen Fury cả, có 5 khoen bao gồm cả đầu bu. Khoen lớn, độ cứng 20. Ta những cây này thì người ta thợ đánh lăng xê, đánh gần bờ luôn. Gần bờ thôi ạ. 3m rưỡi, cây này có chiều dài thực tế của cần là 3m rưỡi. Ngoại hình cây này mới đẹp. Cây này khá mới. Và cây số 15 này dài là 3m rưỡi, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Góc thì có độ lớn là phi 22, ngọn có độ lớn là 2.2 ly. Cây này thì nặng 236g, có độ cứng là 20 theo thông số của cần. Và cây số 15 này có giá là 720.000 ạ. Tiếp đến là cây số 16, cây cuối cùng. Cây 16 đây em có là một cây dòng của Olympic của Hàn Quốc xuất Nhật. À, cây này thì nó cũng dòng giống như cây số 9 lúc nãy, dòng Miyama Olympic Century thế này. Cây này thì ngoại hình cũng khá là mới sáng. Có cái phần bát cho vị trí gần bát thì nó hơi sờn sờn thế này. Đấy, nó không được đẹp cái vị trí phần bát. Lớp keo nó bị răng cái lớp keo chạy nha mọi người, chạy cái trong bát này. Còn chỉ bên trong rất là ok, chỉ cái răng lớp keo nhẹ thôi. Cái này tróc sơn nhỏ. Dài 3m. Và cái này em đo được chiều dài thực tế của cần cũng là 3m nha. Cần được sản xuất ở Hàn Quốc, Made in Korea, dòng Century là của Olympic luôn ạ. Olympic là Century. Tem xuất của cần là tem vàng đây. Và khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Fury nhé, có 2-4 khoen và một đầu bu. Bu của này là bu bu chống sánh, bu hãng á, bu la bu, nhưng mà bu là chống sánh á. Cái này cũng có độ cứng tầm khoảng là 20. Ngoại hình bên trong cái là mới đẹp, cái này thì ngoại hình mới sáng nhé. Đây, có một điểm trời nhẹ, có sơn nhẹ nhỏ một vài điểm thôi, nhưng mà nhìn tổng quan thì cũng khá là sáng cần. Cái này có một vài điểm trời nha mọi người, trời sắp sơn. Thì cây số 16 này dài 3m, khi rút về còn lại là 105cm ạ. Góc thì có độ lớn là phi 20, ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Cái này nặng là 172g và có độ cứng tầm khoảng là 15 đến 20 bên cần khúc ạ. Và cây số 16 này có giá là 580.000 ạ. Và em mới vừa giới thiệu xong logo gồm có là 16 cây cần của mình ạ. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Em xin cảm ơn mọi người, em xin chào mọi người ạ.